Ngày 23 tháng 12 năm 1972. Có 54 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân Mỹ đánh phá các khu vực ngoại thành Hà Nội, Hà Tây. Ban đêm, 33 chiếc B-52 đánh Lạng Sơn, Bắc Giang. 30 chiếc máy bay F-4 và F-105, 11 máy bay F-111 đánh vào Yên Viên, Giáp Bát, Đa Phúc và các sân bay Nội Bài, Yên Bái. Hướng biển có 7 máy bay chiến thuật của Hải quân Mỹ đánh vào các khu vực của Hải Phòng. Ngày 24 và 25 tháng 12, địch huy động 44 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá khu vực Hà Bắc và Thái Nguyên. Ga Lưu Xá phía nam tỉnh Thái Nguyên là một cảng cạn thay thế cho cảng Hải Phòng đang bị địch phong tỏa, tập trung toàn bộ hàng chiến lược phục vụ cho chiến trường miền Nam. Đây là trọng điểm bị Mỹ đánh phá ác liệt. Thời điểm đó, đại đội 915 gồm hơn 60 cán bộ chiến sĩ thuộc đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái nhận nhiệm vụ phải điều chuyển toàn bộ toa lương thực trước ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ đêm 24 tháng 12, 34 chiếc máy bay B-52 và 40 chiếc máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ ồ ạt lao vào ném bom hơn 700 quả bom các loại xuống khu vực ga kép tỉnh Bắc Giang, ga kép Vĩnh Tuy, Hà Nội và ga Lưu Xá tỉnh Thái Nguyên. Cái trong lúc mà anh em là vừa mới nghỉ tay là nhà bếp là mang cơm ra tận nơi để phục vụ đấy, thì là vừa mới sắp cơm ra, coi anh em chưa kịp ăn miếng cơm nào thì là có máy bay nó đến, thì là xuống cái hầm địa đạo đấy, thì sau đó là nó mới chút một loạt bom vào đấy, thế là đúng trúng hai cái cửa hầm, cửa ra vào đấy. Thì toàn bộ hôm ấy là anh em hy sinh coi là 60 hội đội viên. Cái lúc tỉnh dậy thì tôi không biết gì nữa. Thì lúc tôi bò cố về đến đơn vị, lúc đó thì sáng rồi. Còn lúc sau đấy thì vào bệnh viện. Bệnh viện lúc đó là bệnh viện trong chùa hang, nó sơ tán vào trong chùa hang. Vào trong chùa hang và trong bệnh viện thì là cái lúc đó tôi vào thì nằm ở trong chùa hang ấy, vào nằm ở cái hang ấy. Tôi cũng biết là đồng đội mất mát mà cũng tổn thương nhiều. 24 giờ ngày 24 tháng 12, không quân Mỹ tạm ngừng cuộc tập kích để củng cố lực lượng tìm cách đánh mới. Lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1972, Nixon vẫn cùng vợ đi đến nhà thờ. Ông ta cũng lầm rầm đọc kinh. Nhưng ngày hôm sau, 26 tháng 12, Nixon đã cho B-52 ném bom rải thảm, hủy diệt những khu dân cư yên lành như Khâm Thiên, Yên Viên, Gia Lâm, Uy Nỗ. Thì mà trong những cái ngày chiến tranh như vậy thì những người dân của Hà Nội vẫn bình tĩnh, chính cái sự bình tĩnh và yêu thương của Hà Nội, những sự dồn mọc về tình yêu thương của Hà Nội đã giúp cho Hà Nội đứng vững. Trong hồi ký của mình, Nixon kể lại: "Tôi đã đích thân ra lệnh tiến hành cuộc ném bom lớn nhất xuống các mục tiêu ở Hà Nội, Hải Phòng vào đêm 26 tháng 12. Và điều phân biệt tôi với Johnson là tôi có gan dùng sức mạnh của con bài B-52.